Chào các bạn, mình là Long Tô. Hôm nay mình có nhận được con máy in bị rách lụa và hỏng lô ép, nó đang bị hỏng. Thì khi hỏng thế mình báo khách là cũng lâu rồi, bạn nghe các tiếng này, đấy, xoạt xoạt. Bảo khách hàng là khi rách thế phải thay, từ đầu nó rách lụa sấy, thì khách hàng thay lụa sấy, khách hàng không thay và cố in. Sau đấy mình nhận về thì là bị lỗi là phishing. Đây, phishing unit error. Đấy. Thì cái này nó báo lỗi về sấy E0000. Thì nó đang rách lỗ sấy và lỗ F. Nay mình sẽ thay thử lỗ F và lỗ sấy. Máy chưa tháo. Đây mình sẽ tiến hành thay lô sấy và lô sấy và lô ép. Tháo đồ xong của mình là cứ lung tung, không thấy một tí đồ nào.
bạn nhìn này, đấy nó sấy rách co về bên này, về bên này rách nó sấy. Nhìn này, khách cố chạy thẳng ngay lô sấy, lô sấy luôn, cháy luôn lô sấy. Lô sấy gãy ngay, cháy luôn. Đây, lỗi là do khách hàng là chạy cố chạy, thế là những cái mùn này nó vào, cái nhựa này vào nó càng bám càng vào thì nó nóng quá nó cháy nó hỏng. Các bạn chỉ cần thay bộ lửa sấy này là xong, bộ lửa sấy này là xong thôi. Hỏng luôn cả xương sấy. Xương. Bộ này bỏ luôn để giữ lại được những cái này. Giờ mình sẽ lấy cái bộ sấy khác. Đây, bộ sấy này nó cũng đang bị hỏng nhưng mà mình cái xương sấy thì nó vẫn còn chạy được. Mình sẽ lấy mình thay cái xương. Nó cũng hỏng ép cả lụa. Con này cũng bị hỏng ép vào lụa nhưng mà nó không bị cháy cái xương sấy, không bị cháy thanh nhiệt. Thank you.
Đây, con này thì là vẫn ngon. Đó, mình sẽ tẩy hết cái mỡ nhiệt này đi, mình sẽ bôi mỡ nhiệt khác. Đây, ép mới và lụa sấy mới. Khi bạn thấy lụa mới thì tốt nhất là bạn lau sạch cái mỡ nhiệt nếu mà nó cháy. Đây, bạn phải tháo cả thanh nhiệt ra nhé. Đây là nó thanh nhiệt của mình, nó xương nhất không bị sao. Đấy, thôi mình cứ làm sạch đi. Làm nào làm bán cho khách cho người ta thích. Chưa? Đây, nó nhiệt này. Chiều nay cho các bạn mượn lọ mỡ nhiệt để các bạn bôi vào cái lọ sấy khác, các bạn đã làm bật ngay cái lọ mỡ, sợ thật. Rồi mực la ta trong đấy.
Thế là mình thay này, thay lỗ sấy, vừa lỗ ép xong. Mày rất bật. Các bạn thay xong rồi. Máy đang phi quét lạnh in này. Đây. Mở này có thể chống hoặc là hoặc sản quang mở nha, có thể do cắt chích hoặc sản quang, nhưng mà mình cũng dễ vệ sinh luôn quang luôn, tại đã mất công tháo ra làm thì sạch sẽ để cho giao cho khách hàng, thì mất công nữa làm thì tháo ra thì vệ sinh qua luôn.
Chả hiểu chiều này làm xong mất hết đồ của mình đâu. Đây, con này đã được tháo ra vệ sinh một lần rồi, không thấy không mặn ốc. Đây, tôi đang để cho nó qua khỏi bụi luôn. Xuất bật. Mình cứ lấy máy thổi cho sạch.
thế nhá. Cái này sau đây là thổi bụi về vệ sinh, thổi bụi nên nó bật dây lên. À, cái này thì bạn làm lại cụm chống. Cụm chống này cũng cũ lâu quá rồi. Mình làm cho khách thì cũng phải 2 năm rồi, mình ta chưa thấy cắt chích mình lại. Đấy, đổ sửa các thứ. Nhìn bản in nó đen lên rất nhiều so với cái bản là trước khi vệ sinh. Đấy. Đây bạn, bản này là sau khi vệ sinh này. Đây, còn đây là trước khi vệ sinh.